Giờ mò vậy là nửa tí tụi con nói là ông đang tá bỏ lớn tuổi tụi con cũng thấm giống như ngoài dạ. Nói đi ngoài cái này biết chưa, ngoài nó dạ cho nghe ta nghe rõ á. Mình không có gia đình không nỡ bỏ đâu, bây giờ thấy sống được thì ta để cho mình tự mình lo đi, chứ chừng thấy mòn mỏi thì ta cũng phải tới chứ không là dòng họ. Thế là con của cậu, còn như mấy cô là con của người em, là má là em của cậu đó. Dạ bây giờ cho dù có tiền không có tiền cũng có chị có em là vui rồi, hả ngoại? Ngoại nó cục quá mọi người, mọi người ấy vô nói tới này quên nữa, hai đứa dạ, ngoại sao đâu ngoại ơi, dạ chẳng sao đâu. Dạ, nghe ngoài nó quá cho đứt ruột luôn thiệt, quá cho tội nghiệp ngoại luôn. Đó, nó nghe đứt ruột của ngoại ơi. Mấy ngoại cũng muốn nói gì với khán giả ngoại, với mạnh thường quân trong nước ngoài và ngoài nước của ngoại? Muốn chứ, ngoại dạ. Giúp đỡ là mang ơn. Mang ơn những mạnh thường quân giúp đỡ, mang ơn rất nhiều. Dạ. Rất biết nói gì. Dạ. Cái mà cô dốt đặt đích có biết nói cái chữ nghĩa gì vậy? Quá cho đứt ruột luôn mọi người ơi. Giờ biết là chỉ biết. Hello mọi người nha. Bây giờ mọi là người. Nhóm tụi em đã có mặt tay ngay tại cầu Cồng Dĩa nha. Cầu Cồng Dĩa nha mọi người nha. Nè cầu Cồng Dĩa nha tại Đồng Tháp nha mọi người. Má của hai bà này. Đúng rồi. Mỹ Nương cái này nè là em coi ở trên mạng rồi em thấy bà cụ thấy tội quá. Là một bà mẹ là 90 mấy tuổi còn hai bà con là 70 mấy tuổi rồi mà hai bà con không có gia đình. Đúng rồi. Đó là bữa nay là Mỹ Nương gieo duyên với lại má hai. Mỹ Nương gieo duyên với má hai. Hôm nay là tới đây để thăm ba bà cụ nhưng mà mất hết một người rồi. Dạ, bây giờ rồi. Là theo chân tụi em vô nha mọi người. Rồi vô nha mọi người ơi, mọi người. Nè đây là bà cụ này là mẹ à, của mẹ của hai bà. Vô đây. Vô đây nè mọi người ơi. Theo tụi em mọi người ơi. Đó. Vô. Đó thì ba bà ở với nhau. Dạ chào hai bà. Dạ hai bà khỏe không dạ? Dạ. Dạ con chào ngoại, hai ngoại. Con được coi trên clip con được biết là hai ngoại là không có gia đình hả? Vô đây ngồi. Dạ. Hả ngoại? Ngồi đi em. Đây là hai chị em hả ngoại? Dạ sống nuôi dạy được nhau hả ngoại? Dạ. Con coi á. Vô trong con coi á là con thấy ngoại này nè. Đi làm đẩy xe đồ đó hả? Dạ, tụi con coi trên mạng hả ngoại? Dạ, con coi trên mạng á tụi con thấy. À. Dạ. 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 Dạ bây giờ mình sống có hai người hả ngoại? Không có ở với ai, không có con cháu gì hả ngoại? Có hai. Hai chị em hả? Dạ. Vậy còn ăn cơm nước là hai ngoại tự nấu luôn hả ngoại? Lớp nấu. Dạ. Cái lẩu đó, tóc dụng dễ nấu. Dạ. Rồi cái giờ này ngoài hai ngoại có làm gì không? Có làm gì đâu. Mà ổng con thấy trên mạng thấy quay rồi ngoại đi bán gì đó phải không? Bây giờ bị hai chân đau. Dạ hai chân đau hả ngoại? Chân đèo. Dạ. Dạ vô bất hết nè. Ngoại này là ngoại nhiêu tuổi rồi? Ngoại nhiêu tuổi? 78 tuổi. 78, còn đây là em hả ngoại? Em thứ ba. Hai chị em sống với nhau. Dạ. À, lúc trước con coi là con thấy bà cố mất rồi ha. Dạ, tại vì bà cũng 90 mấy tuổi rồi kêu bà cố đúng rồi. Dạ. Dạ, đây là bà. Đó, đó là bà. Họ bà. Dạ. Dạ là có hai. Cái cháu chủ cửa hàng đó. Dạ. Nó cho cái ghế. Dạ. Cái ông thầy chùa tụng kinh rồi. Cái nói thôi cho hai cô cái lễ thờ bà bảy. Dạ. Cái ghế. Dạ. Nè chỗ cái bàn á. Bây giờ hai ngoại sinh sống sao? Ăn uống làm sao? Dạ. Tốt, cho chút chút vậy đó. Dạ, người này ta biết thì ta cho ngoại cái chút chút nha. Chút dạ. Dạ. Con mèo cũng ốm, mấy bà luôn nằm xuống chở theo bác kìa. Ừ. Ê, lấy mèo, mèo đi. Con mèo, mèo đi. Ê, ẩm mèo ở ngoài đi chị Duyên. Ẩm mèo ở ngoài đi. Đây chị Duyên, bà sợ sao quay được chị Duyên. Nói ngoài luôn đi chị. Anh lai không anh? Nó không phải hù ta. Nó lại nó những nghèo. Ở đi vô nữa không? Đừng nhớ vô. Ngoài đi coi chút xíu hả vô con nghe là chị đi meo meo đừng vô con. Duyên. Vô đi.
lửa đi chút xíu đi coi mọi người rồi lấy cái giò lò lửa đi xíu chơi xíu đi đi chơi xíu thấy về con ờ giỏi đừng kêu nó vô đó bà để nó đi nè bà để đi xíu đi nó sợ mèo thấy đây là khu ở với thường cô chú ở xóm á mọi người có cho gạo cái này là nhà mình từ xưa giờ luôn hả ngoài cho gạo dạ xã cho dạ sổ hôn về em nhìn nhà tình thương hả ngoài dạ nhìn tình thương nói tôi nghiệp hai ngoại quá trời mọi người ơi con coi ngoài trên mạng á rồi con đi đại luôn con dạ. Không biết đường luôn con đi hỏi đường quá trời luôn hỏi chị vòng đi đinh vị vị chỉ vòng không biết đường hay gì hỏi người ta luôn hỏi buổi chiều mới vô được tới đây đó ngoại nhà chị bé hai bé ba hả ngoại còn đây là chỗ để dạ. Hai ngoại dạ, dạ mọi con, người con chắc cái clip đã đăng rồi, làm đồ ăn lâu rồi con thấy bà còn đồ ăn dạ chung cũng rồi, còn thiếu thốn nhiều cái lắm anh cũng lớn rồi mọi người dạ không có người chăm sóc và nương tựa nhau dạ. Mà sống có nhiều người lại thăm hai ngoại không thì vợ chồng em và cùng cũng có hay là ra đây ra đây ra ngoại hang rồi biết lại thăm ha là ngoại để chia sẻ giúp ngoại một phần nhỏ ngoại với ngoại không có gia đình hả ấy con hỏi là ngoại á ngoại hay là đó ngoại không có gia đình hả dạ có gia đình có chồng con gì không ngoại mọi người ơi em xin phép nói lớn nha tại vì ngoại không có nghe á rồi giờ hai chị em không có gia đình luôn rồi mình ở với nhau dạ hai chị em ha thấy thương quá dạ ủa giả dụ như mọi người muốn liên lạc với ngoại sao mà con có điện thoại được gì không dạ dạ có à, có điện thoại kìa dạ rồi chị Hương Tây ơi rồi chị Kim Trần chị Hương Tây ủng hộ cho ngoại 200 chị Kim Trần với chị Hương Tây hả một người 200 hả rồi, cảm ơn dạ rồi dạ, em cảm ơn em cảm ơn chị Hương Tây với chị Kim Trần nha chụp màn hình lại giùm đi dạ tụi con á con nói chung á là con á là con ở Long An còn đây là mấy chị em bạn con là ở Long Xuyên rồi con coi ở trên mạng á con thấy người ta đăng lên vô tình con thấy được rồi con mới rủ á là đi xuống đây đại con cũng không biết liên lạc với ai nhưng mà con thấy trên đó nói là bà đây nè là đi lụm củi về đi bắt hớ lúc trước bà còn khỏe bà đi mò hến hả bà nuôi bà má đi mò hến rồi bên cái đầu tàu mép bển có bãi dạ tổ chung bữa nay trao qua chung được dạ. Con coi trên clip con được biết á là bà bị bệnh rồi cái bị hư một bên mắt dạ, okay, rồi cảm ơn chị Tư chị Hồng Kông số 5 đơn sơ nha rồi dạ chị Tư rồi giờ bình thường á mình ăn uống là mình tự hai bà chăm lẫn nhau hả rồi mà ai đi chợ cho ngoại có nhỏ em gửi nó mua dạ hả đây nè tất cả hello có tình yêu nghe đó ngày chia quay ba bà về mắt với mẹ á dễ vậy vậy thái ngoại giờ ngày ăn được nhiều không ăn nha dạ đây là ngoại ăn ở đít xài chút à ngoại là ngoại thứ hai còn ngoại ngoại thứ ngoại này thứ ba có đang là từ thị lăng lai chim nè bà gọi nè lăng lai chim mấy bà nghèo nè ta đang cho tiền nè bên rau lạnh lận cá kho mấy thứ này nè cái bóng không? Ta đi chợ, cái bóng á. Ờ cái gì vậy? Dạ. Tôi biết là sau này là bà ngoại ba là yếu rồi không có còn đi lụm như lúc trước, đi lụm củi như lúc trước nữa. Dạ. Đây á là đây là mọi người, đây là cái bếp gà là không có lụm củi nữa. Cái đó là của tình thương cũng như mấy. Nhưng mà ngoại ra ngoại chụp á, ngoại coi chừng nó nổ nha. Ga nó nguy hiểm lắm á. Ngoại ơi. Con nói lớn tiếng ha tại vì ngoại con nói nhỏ ngoài không dạ, nghe. Dạ nói nhỏ ngoài không nghe. Dạ. Mấy cháu cứ tự nhiên nghe. Dạ, dạ, dạ. Con nghe con coi trên mạng á thì người ta có nói là bà ngoại ba lúc trước là bà ngoại ba đi làm Đồng Thành
đi lượm củi, lượm đồ về nuôi ngoại hai với lại mua cố. Thì con mới xuống đây thì con thấy cái hoàn cảnh vậy thì con like lên vậy đó. Thì coi Mạnh Thường Quân rồi có ai ủng hộ cho ngoại, ví dụ như ngoại chủ cho là ngoại giữ được ha. Ngoại giữ để trang trải. Lúc trước là bà ngoại ba đây đó là đi lượm hơ mò hến, đi lượm củi, lượm gấu dừa. Về là nuôi mẹ già với lại nuôi người chị, là hai người là không có gia đình hết nha mọi người nha. Hai người không có gia đình hết luôn. Đó, bây giờ là hoàn cảnh hai bà thì hai bà tự chăm sóc lẫn nhau, nói chung là khó khăn, rất là khó khăn. Đó, mọi người chung tay với hai ngoại nha, quấn lòng nhiều. Dạ. Chỉ cho mấy cháu coi cái chiếc xe mà đẩy đi lượm. Dạ. Cái đầu mã. Dạ. Đẩy vô đó. Dạ. Đó. Bây giờ mở chiếc xe một bánh. Chiếc xe đẩy đi. Chiếc xe đằng dưới đó. Đẩy vô chiếc xe đó đó. Ủa rồi ngoại có cháu rồi không ngoại? Hay bà con được không? Có bà con ở xa. Dạ, ở xa ha. Nhưng mà nghèo quá. Dạ, ai cũng nghèo không ngoại ha? Dù ngoại dù bà con đâu có nghe. Dạ. Đi ngang cửa bây giờ cũng không nghe. Cũng không dòm vô nhà mình. Dạ. Ta, bà con còn nói luôn. Dạ, tội nghiệp quá, hai ngoại ở sống lên luôn. Đó giờ hai ngoại có nghĩ là đi vô viện dưỡng lão không? Nghèo quá, người ta đông quá. Hay là sống vậy hoài? Ở đây có gì có bà con nói sớm ha. Mình đi vô đó nhiều khi điều kiện nhìn cái nó tốt hơn một tí. Dạ, nó thoải mái hơn nữa ngoại. Thoải mái nhưng mà chết thấy cô. Nó có chịu vô trong đó không? Nói chung á là nói chung là hai bà hai ngoại sống ở đây cũng 70 mấy năm rồi, từ lúc sanh ra tới giờ là 70 mấy năm rồi là sống ở đây với mẹ già. Bây giờ mẹ già mất rồi, như bàn thờ đây rồi, cái mã nằm đây rồi, sao mà đi được, đi rồi bỏ ở đâu, bỏ cho ai? Ồ hồi đó mình không lấy cốt, mình để tháp mà mình để vô cốt, sao đây thích mà chôn hả? Ngoại là thích chôn hả? Bỏ kêu chôn nhé, chờ thằng Thiêu nha. Ba mấy ngoại ơi, có Thiêu lắm. Dạ. Bây giờ thì là bà mất ngay một năm mấy ha ngoại. Lúc con coi trên clip á thì con thấy là bà còn. Dạ. Nói chung là ngoại đây mà bà cái này là lối sớm bà con rồi, là ta cho là nghèo nữa, người ta tới cũng ít thôi. Mấy người lân cận nói cho mấy cháu thương. Dạ. Bà ngoại già mất cái lúc dịch bệnh, người ta cũng có dám tới nữa. Ta dạ đúng rồi. Không biết bệnh gì dạ. Nhưng đâu phải. Bà má chết không phải cái mùa dịch bệnh. Dạ. Người ta sợ chứ không phải bà má chết gì cái đó. Người ta sợ nhưng mà nghe. Đây là cái mã đồ là ở sớm người ta làm cho không ngoại. Gọi mấy bà ủng hộ ăn cơm. Ngoại rồi thường là ở sớm là ngoại là nhờ người nào nhà người nào thân. Chứ thường mà ơn quá kìa. Ăn cặn của ngoại á. Nói chung là ngoại hoàn cảnh quá khó khăn. Thì ở sớm giống như người cho ăn chút, anh hiểu không? Chút. Hiểu rồi. Nhưng anh muốn là sao nhiều khi mình trao cho ngoại một à, ai giữ tiền không ha? Ảnh hưởng. Mấy bà giữ được không? Giữ được. Đúng rồi. Rất là lớn. Con có thể gửi cho ai để gần sớm này để dự họ mua tất cả các cái cho ngoại cũng được. Sợ nguy hiểm thôi. Thế thì mình chết thì tiền cũng theo mình. Ấy là ngoại là ngoại dạ. 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 Không có ai để ấy. Còn người để như đánh lấy gối chồng lên. Sợ người ta. Nói chung là con biết đó là người lớn tuổi, người già người ta thích giữ tiền lắm. Người ta thích giữ tiền lắm. Nếu một ai mà ban vô ban giết cho. Cũng chết thì tiền cũng chết theo tôi, do tôi cho nó đi đâu. Dạ. Nói chung là hoàn cảnh khó khăn á, rồi em coi ở trên mạng á là người ta đăng á là ngoại đây nè là bệnh không có đi làm, rồi ngoại ba đây mới đi làm nuôi mẹ già đi nuôi người chị, là hai người á là không có, người này không có chồng rồi người này cũng không lấy chồng luôn. Đó là không ai lấy chồng hết, ở gì nuôi mẹ già, rồi mẹ già chết rồi giờ hai chị em nuôi cựa với nhau mấy đứa chúng thương mẹ vậy đó, thương lắm.
Ngoại con à, con coi ở trên á mạng á là con nghe nói á, người ta nói là ngoại lúc ngoại bà cố còn sống á là bà cố nói là hồi đó cũng có mấy người ta hỏi cưới ngoại ba với ngoại đây hả? Cái này là không có. À vậy là ngoại đây hả? Mình vậy không chịu. Dạ. Dạ. Nuôi với mẹ. Nói thẳng cho mấy cháu thôi. Dạ. Không có đi được. Mẹ nuôi từ nhỏ mà cho tới mấy tuổi còn một hai tuổi. Đi dùng đi về nhà người ta để mừng gia thân hết sức để mừng cho nhà người ta. Trong khi bỏ mẹ mình không ai tiếp, không ai mừng hết. Thôi học má ơi, má đừng có ừ. Để con ở đây với má với mấy em thôi, con không chịu đi về nhà người ta đâu. Vậy là không có duyên nợ đó, cái gì không có duyên nợ đó. Dạ. Có chủ người ta cho cục thịt người chưa làm. Dạ. Yeah. Còn chưa làm nó cho bạn mở bọc đó, cho nó đừng bị nó mùi ở ngoài. Đó, ta chờ cục thịt. Yeah. Để đi, để nó dễ nhiễu máu, nhiễu máu vừa. Cái này là người cho người người để dưới đây nè, để nó máu vừa, nhiễu vừa. Alo, nghe nè Bảo ơi. Dạ. Ngoài để mình máu không vừa. Dạ. Mà vừa làm ăn hay ta cho sớm không ngoại? Đi coi cái chị đang làm từ thiện, cái chị đang quay. Dạ, nửa chục ngồi mở bọc có gì nè, nó có mùi. Chứ để bọc không có, không có nước đá làm gì nó hầm hơi để có mùi ngoại. Đó, mọi người ơi, chung tay cùng hai ngoại cái mọi người. Tuổi giờ đây 7 mấy. 76 hai chị em rồi, 78 rồi, 76 nha. Dạ. Một lát em sẽ để cái địa chỉ lên cho mọi người mình cùng biết ha, chóng mặt quá. Ngoại thí dụ như giờ á, tụi con đi, ngoại nằm chiếu vậy hả? Hay là ngoại muốn nằm niệm không? Vậy hả? Sẽ nằm niệm hầm. Ờ, nằm niệm hầm ha. Có mua nằm niệm nước á. Dạ con có dầu tại con đi thấy. Có mua mua cái niệm nước cho ngoại, nước bằng nằm mát á. Con niệm nước ở ngoại nằm mát nó ngoại nó không bị nhức lưng nữa. Không chịu ha. Không chịu. Nói phải nói hết cho mấy em tôi yeah. Uống cái chiếu đó do cái người ta tới thăm cũng như mấy cái người ta mua cho đồng chí mới dạ nói ha đặt ra còn cái chiếu của bà tối bà mới chạy lấy xuống bà chạy mấy mình như là nhà tình thương đó. Đây là hai chị em đồng bào sống lẫn nhau dạ đó. Giờ hiện tại ngoại cần mua gì thêm không? Ngoại có cần gì không tụi con? Ở nhà, trong nhà mình còn có cần. Thôi giờ mua tiền đi rồi mấy bà. Cho tiền ha, tất tụi con cho tiền ha. Mấy bà mướn kêu tao mua giùm ha, ví dụ thiếu gì mua đồ ăn. Giờ mì, cơm này đủ hết trơn rồi. Không có thiếu gì tại vì để mấy bà mua vàng rồi đó đeo. Ha, chịu không? Dạ ngoại. Con mua cho ngoại luôn. Thăm với ngoại là gạo có rồi nè, mình mua mì đi. Ờ, gạo mì quá. Cũng có mì luôn mì à. Mì gói trong mười mà mười mấy thùng chút cứu bộ con thùng nha ngoại. Chứ con thùng nghe. Vậy có gạo mì em khỏi gì mình trao gì mình trao. Chứ sao lớn tuổi ăn mì mà đâu có đâu. Đóng mì giống đó. Chút gia hàng thùng chị thùng. Cái này là hai bà sống với nhau là mấy chục năm rồi đó, hai chị em lớn tuổi sống với nhau năm, hai người là không ai lấy chồng lấy con hết. Thấy mà bây giờ thấy hai chị em lấy chồng á thì bỏ mẹ già. Còn thấy mà bây giờ người này lấy chồng á thì bỏ mẹ già với em. Còn thấy người này lấy chồng á thì bỏ chị với lại mẹ. Không ai đành lòng hết cho nên là không ai lấy chồng hết. Mẹ đó. Người da của em. Rồi cảm ơn nha chị Xuân Chàng ơi. Hello Thanh Tuyền. Cảm ơn chị Xuân Chàng đúng rồi. 200 ngàn vui vẻ. Hello chị Xuân Chàng. Đó. Không có. Bây giờ con nói ngoại nghe nè. Bây giờ đẹp nào quá. Bây giờ đẹp nào thì cũng hết thôi. Lớn tuổi mà. Nhưng ngoại đó ngoại cũng đẹp vậy. Rồi bây giờ nữa tí tụi con nói là ông lẽ người ta bỏ tuổi tụi con cũng thấm giống như ngoài nói đi ngoài cái này biết chưa ngoài nó dạ cho nghe ta nghe rõ á không nỡ bỏ đâu điều bây giờ thấy sống được thì ta để cho mình tự mình lo đi chứ chừng thấy mòn mỏi thì ta cũng phải tới chứ ông là dòng họ cái đó là con của cậu còn như mấy cô là con của người em má là em của cậu đó. Dạ. Bây giờ cho dù có tiền không có tiền thì cũng có chị có em là vui rồi hết ngoại. Ngoại nó rút quá mọi người ơi, mọi người. Ê, vô nói tới này quên nữa, hai đứa dạ, ngồi sao đâu ngoại ơi. Dạ giảng sao đâu. Dạ, nghe ngoại nó quá cho đứt ruột luôn thiệt, quá cho tự nghiệp ngoại luôn. Đó. Nói nghe đứt ruột của ngoại ơi. Mấy bạn cũng muốn nói gì với khán giả ngoại với bạn thường quân trong nước ngoài và ngoài nước của ngoại.
muốn chứ, muốn dạ. Giúp đỡ là mang ơn đi. Mang ơn những mạnh thường quân giúp đỡ, mang ơn rất nhiều. Dạ. Rất biết nói gì. Dạ. Dạ. Cái mà cô dốt đặt đích có biết nói chữ nghĩa gì. Ồ, quá cho đức vụ luôn mọi người ơi. Giờ biết là chỉ biết mang ơn nhiều. Dạ. Nhà ngoại là 4 chị em gái. Thứ hai, thứ ba, rồi người thứ tư mất, còn người thứ năm. Rồi thứ năm có gia đình hả ngoại? Gia đình rồi nó cũng chết chồng ngoài mấy chục năm. Trời ơi. Hiếc á, à? Nắng nóng mà hầm nổ trời luôn. Giờ hai chị nó bị nhiệt á hả? Nóng quá bị nhiệt á. Tắt đi. Là sao? Bị nhiệt nóng quá tự tắt á. Không hết pin cái gì á. Nóng lắm luôn. Sao nóng? Nóng lắm. Nóng nóng đây. Sao nóng gì kỳ vậy? Thôi thì giờ mình tụi con tới tụi con thăm ngoại. Thì giờ mấy chị em con có cái tấm lòng có chút ít tụi con gửi cho ngoại. Rồi nếu như mà có mạnh thường quân, có mấy chị mạnh thường quân á mà cho nữa thì tụi con sẽ xuống tụi con trao cho ngoại nha. Đó là bây giờ ngoại hai giữ ha. Dạ đi ngoại hai giữ nha. Bây giờ cái phần của em á đọc lại nè, bây giờ đọc lại nè. Bây giờ là đọc lại nè, là bên chị Mimi Lương là 1.250.000. Chị Hương Tây 200 là 1.450.000. Em 500 là 1.950.000. Em làm tròn 2 triệu luôn. Và bên phần của em 2 triệu. Không lương 2 triệu. Đó của em là 2 triệu. Ừ, 2 triệu. Rồi được. Của bên 2 á là 2.500. Mẹ 200. 200, bà Kim 200. Kim 200. Tư Quyền 500, Trang 100. Đó. Đó là phần của em là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi với 2 triệu là 3 triệu rưỡi. Đó, tổng cộng là 3 triệu rưỡi sẽ trao cho ngoại hai nha. Đó, tụi con đây là cái chút tấm lòng nhỏ của tụi con. Tụi con trao cho ngoại hai với ngoại ba để trang trải trong cuộc sống. Rồi ví dụ như mà Mạnh Thường Quân mà có coi được cái clip này mà người ta có gửi cho nữa thì tụi con tới tụi con cho gửi tiếp. Dạ. Nhận ra 3 triệu rưỡi nha cả nhà. Đó. Đó, trao cho ngoại hai. Dạ. Đó, đây là hoàn cảnh của ngoại hai với ngoại ba là giống như cộng đồng của con đó. Dạ, giống như mấy chị em cộng đồng LGBT mình vậy đó. Dạ. Nữa về mình lớn tuổi mình cũng vậy nè. Đúng rồi. Vậy dạ, mình cũng sống neo đơn vậy nè, có con dạ. Cháu đâu, có gia đình đâu. Đừng có nói như chị tuổi chị khóc đó. Chị khóc chị ra cầu cầu dĩa chị nhảy xuống đi, đây con trao cho ngoại. Con ơn hết. Dạ. Dạ 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 dạ. Ngoại bà tờ 500 mà coi kỹ ngoại để lộn, ngoại để riêng ra là 500 đi ngoại. Thấy được. Dạ, mình có thấy lộn lắm. Nha không? Để dành giống như là mình muốn mua gì mình mua. Dạ, hoặc mặn là mình ăn ngoại. Mình muốn mình mua dầu hay mua thuốc gì đó. Nha dạ. Ngoại nha. Rồi á tụi con không có hứa. Nhưng mà nếu mà có Mạnh Thường Quân á gửi thêm thì tụi con sẽ dòng xuống một lần nữa nha. Giờ hai ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn mấy cháu thiệt nhiều. Dạ. 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 Bây giờ ngoại ba nè, lớn tuổi rồi ngoại được có đi nữa nha không? Đi giờ dạ. giờ té ở ngoài đường rồi ai đâu mà biết đâu. Dạ. Dạ. Ở nhà đi ở nhà hai chị em ở nhà hữu thủy đi được có đi. Dạ. Mình muốn mua gì cái mình à mình gửi ta bà sớm. Con dòng họ kế bên đó ngoại mình mua. Nhất á ngoài ha. Mới đầu nhất rồi không có lo thuốc nguyên để giết được. Ta cũng như ngoài dầu bóp nhiều nhiều nhất nữa kìa. Không đó thì mình phải chịu gì. Không mà chị về tới từng tuổi này nó cũng khó quá chứ. Yeah, không có lúc trước á em coi trên đó là bà ngoại hai đây nè là bị bệnh đau xương khớp mà không có tiền trị. Yeah. Không có tiền trị rồi mới để vậy luôn, chịu trận luôn là mới để vậy là không có đi được nữa. Là chỉ lết thôi, còn ngoại ba đây thì còn đi được đi đứng được, nhưng mà ngoại bệnh á thì ngoại bị hư một bên mắt. Đó. Bệnh gì hư mắt? Đau ban. Dạ. Hồi nhỏ bị đau ban á rồi cái hư mắt. Ở ngoài cái tay cán giá trong trường. Dạ, đồng bào bị hồi nhỏ luôn hả ngoại? Hồi 7 tuổi. Dạ. Đó, rồi đây là ngoại hai, đây là thấy em bệnh vậy.
rồi mẹ già rồi không có lấy chồng, ở về với em với mẹ đó, rồi đúng chị, cái bự không, cái bự không, cái bự không, ngoại gì ngoại ra chưa ngoại bỏ vô trong đó rồi đó. Mày cắn đau đó, đó trời. Mày coi chừng á, ngoại vũ, vũ cha mệt vũ dưới lên. Rít á con rít. Rít ra lấy bắt cái cho ngoại đi. Xịt nè, chú đợi bà lấy đồ xịt đi, xịt xịt đi à. Ngoại vũ á, vũ mệt, vũ đồ lên. Cái đồ mờ xịt kiến lấy xịt cho nó cái đi. Dạ. Nói đi. Tại vì ẩm thấp á không, nhưng mà Phan á xịt đi một chút rồi xịt ngoại vũ. Bự không? Ngoại xịt chứ xịt ở đây ngợp lắm. À. Mấy đứa cũng bằng đầu đũa nghe, con nó chích ra đau lắm mà. Hết ra nóng chưa? Là kiếm cho ngoại đi. Không ai vệ sinh nè, nó có một hồi đi chừng đầu ngủ cái vũ là nó ra. À. Vũ là nó ra. Tưởng là nếu ngoại ra vũ ra, vũ là nó bò. Vũ. Mình. Dạ. Để chị nhận mấy cháu này rồi mấy cháu thôi. Dạ. Xịt dọn lại với ngoại. Mấy đứa cháu ấy dùm đi xịt cho ngoại nha con. Nó đây là cháu của bà thứ năm, bà tư, bà nay bà năm. Rồi thôi bây giờ tụi con xin phép ra về. Bây giờ tụi con tới đây tụi con gặp hai bà mạnh khỏe vậy là con mừng lắm. Tại vì con tới đây con thấy ba người mà con thấy mất người. Mà cười tươi quá trời cho mọi người. Còn hai người. Đó là con cái đây là tấm chút tấm lòng mà mấy chị em con gửi tới hai ngoại. Cũng như là cái mùa Du Lan này. Để cho hai ngoại có một số tiền để hai ngoại dưỡng già ha. Rồi khi mà Mạnh Thường Quân coi được cái clip này á, mà Mạnh Thường Quân mà có gửi có cho ngoại á, thì tụi con sẽ xuống thăm ngoại lần nữa nha. Để lần sau tụi con xuống rồi cái nếu mà tụi con không hứa, nhưng mà nếu mà có Mạnh Thường Quân cho thì con xuống lần nữa, tụi con mua mua mớ đồ cho hai bà. Mua dầu, mua mền mới, mua nệm, mua cái gối mới ha, thí dụ vậy ha. Tụi con về nha. Rồi hai bà khỏe nha. Rồi con chúc cho hai ngoại á là mùa Du Lan này á là mạnh giỏi. Dạ, yeah. Chúc cho hai ngoại 600 tuổi đi. Thôi, có sức khỏe được rồi. Sức khỏe được. Dạ. Có sức khỏe được rồi. Mâm cơm gì á. Dạ. Chúc cho mẹ mình á, mâm cơm chay đi. Dạ. Bông đi tiện đó bà lấy mua cúng bông cho mẹ mình mâm cơm chay. Dạ. Nè. Con xin phép con về nha. Thấy hai ngoại vui con cũng vui nữa. Thấy hai ngoại vui con cũng vui nữa. Đó. Mùa Du Lan này là tụi con đó đi làm từ thiện đơn sơ, tại vì tụi con không có kêu gọi nhiều. Dạ. Yeah. Mấy chị em con có tấm lòng có tích nhớ mấy con hùng lệ không đó ngoại. Dạ. Dạ. Thôi tụi con về nha. Dạ. Dạ dạ. Ngoại nha. Rồi dạ thôi con về hai ngoại ơi, ngoại con về ngoại hai ơi. Dạ, giữ cho sức nhìn sức khỏe nha hai ngoại. Dạ. Gấp con một lần nữa. Dạ. Thôi giờ mấy chị em mình hả, chị em mình thắp cho bà cô bảy cây nhang đi. Dạ. Mấy chị em mình thắp cho bà cô bảy cây nhang đi. Nhỏ đi vô mày. Chủ bà nộ cho bà hai gia mời chị em mời có người thương người thì gửi tiền cho hai bà nha bà cô bảy ơi. Lượng cây đi. Chám nhang nè Trang. Thôi mình rồi đại diện đốt đi. Với đại diện đi. Đại diện chị Duyên đốt đi. Ba cây thôi chị Duyên ơi. Hai cây thôi đừng đốt nhiều ngợp lắm. Đúng rồi đại diện đi, chị Duyên đại diện đi. Chị Duyên lớn Duyên đại diện đi. Chị đại diện đi. Trong nhóm của em là chị Duyên là lớn nhất cho mọi người, cho nên chị Duyên đại diện đốt nhang luôn. Sắp tới là xin dẫn chị Duyên đi. Nam mô Di Đà Phật nghe. Bà có bảy bà. Mình giá lắm đi. Bà phù hộ cho hai mà con bà mạnh giỏi mạnh khỏe. Quân giúp có tiền có bà sau này nghe để sống tới ngày mà biết không tại với bà. Ngoại ơi, mai mốt á con thấy á sao ngoại không lên trên đây nằm nè cho nó nhiều khi nằm ở đây lên ngoại lên xuống hơi khó khăn. Chứ nằm đây nhìn xe ra lộ cũng đỡ buồn nằm phải không? Thấp á, rít rắn rít được không? Hai giống mẹ nhiều nè. Hoặc cái tivi cái xài có xài được không ngoại? Được. Có hát được không ngoại? Hư hả? Để coi có ai tài trợ, mình tài trợ cái nhỏ cái tivi luôn coi đỡ buồn. Ai đâu coi. Dạ. Ngoại coi. Bấm gì đâu coi. Nhưng ngoại coi ha. Dạ. Rồi thôi con xin phép con ra về nha. Về ngoại ơi. Bye bye hai ngoại nha. Dạ. Dạ. Dạ về.